sung sướng cỡ nào chứ? Ở trên đoạn đường dày vò này, tự nhiên là dày vò người đứng thứ hai của bách hiểu sinh thông thiên toán. Lão đệ, tới đây, đại ca ta cho ngươi xem một món bảo bối. Không xem, cút. Đừng như vậy mà, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy. Tới tới tới, đây chính là mai rùa do đại thánh huyền vũ lột ra, ở trên viết tiên thiên bát quái, diễn hóa cát hung họa phúc, nếu có thể hiểu thấu đáo nó, đại đạo vận mệnh tất nhiên sẽ có thể tiến thêm một bước, thế nào? Lão đệ ngươi có muốn hay không? không muốn cút thông thiên toán liếc mắt nhìn tam bất hiểu đắc ý hận đến mức nghiến răng một trận có trời mới biết đây có phải là mai rùa của đại thánh huyền vũ hay không nói không chừng chỉ là ngươi tùy tiện tìm một con rùa đen rồi lột ra cái gì tam bất hiểu nghe vậy lập tức giận dữ nói ngươi đây là đang xem thường ta ta sẽ làm hàng giả tránh ra nhìn đại ca ngươi hôm nay sẽ dùng cái mai rùa này bói cho ngươi một lần để cho ngươi biết rõ chỗ kỳ diệu của món đồ chơi này tam bất hiểu triển khai chiến trận vận công ngưng khí, trong đôi mắt phẳng phất có thần quang lấp lóe. Một lát sau, ha ha, quả nhiên đã ra quẻ tượng, để ta nhìn một chút, hôm nay không nên gặp khách, đại hung. Tam bất hiểu, ngươi nói cái gì? Trần Khuynh Địch nhìn vẻ mặt cười ngượng ngùng của chấp sự bách hiểu sinh trước mắt, khẽ cho mày hỏi, tam bất hiểu tiên sinh bị đau bao tử, đã đi ra ngoài tìm người chữa bệnh. Người nói đùa với ta sao? Thực sự, chấp sự bách hiểu sinh thế thốt, đại nhân phải tin ta. Thật sự là như vậy ngài cũng biết, lần trước tam bất hiểu đại nhân vừa mới ăn chiêu bài của bách hiểu sinh chúng ta, đó chính là biển chữ vàng chân chính. Tam bất hiểu đại nhân mặc dù là võ đạo tông sư, nhưng năng lực tiêu hóa hơi yếu, lại còn già. Ấy, Trần Khuynh Địch nghe lời này liền lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Hắn cũng đã từng nghe ngóng về chuyện tam bất hiểu ăn chiêu bài, nếu nhớ không lầm mà nói, giống như là có quan hệ với hắn. Được, vậy thông thiên toán đâu? Hắn đã dẫn tam bất hiểu đại nhân đi ra ngoài tìm người chữa bệnh ngài cũng biết vào thời điểm đau bụng cả người đều không thể đi phải có người vịn đi mới được trần khuynh địch lời này nghe vào thật là có đạo lý giống như là không có vấn đề gì nhưng nếu như vậy mà nói thì mình phải làm sao để tìm vị thiên ngoại tà thần kia à còn có đúng lúc này chấp sự bách hiểu sinh mới lấy ra đại sát khí mà lão đại nhà mình giao cho hắn trước đó tam bất hiểu đại nhân bởi vì giao tình trước đó trước khi đi đã cố ý tính một quẻ cho nên đã lưu lại phân phó nếu như đại nhân không ngại mà nói có thể đi đến đạo môn thử xem. Đạo môn? Đúng thế, ba đại tông sư bói toán trong thiên hạ, bách hiểu sinh chúng ta độc chiếm hai vị, nhưng đạo môn thiên tôn Thái Bình là kỳ tài ngút trời, đối với bói toán chi đạo cũng là vô cùng tinh thông, chính là vị tông sư thứ ba. Thì ra là vậy. Trần Khuynh địch xoa cầm một cái, chợt gật đầu nói, được, vậy thì ta sẽ đi trước, nếu như lần sau tam bất hiểu trở về mà nói, ngươi nhớ kỹ phải nói cho ta. Yên tâm, lần sau ta sẽ báo cho ngài. Tốt. Trần Khuynh Địch tung người một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Mà thẳng đến sau khi Trần Khuynh Địch rời đi, trốn ở tầng thứ 36 của tổng bộ Bách Hiểu Sinh trong lòng đất, bên trong mật thất được bao phủ bởi 72 trận pháp ẩn nặc, 18 loại bí thuật ngăn cách, thông thiên toán cùng với Tam Bất Hiểu lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, chợt đưa mắt nhìn nhau. Thân làm tông sư bói toán, thực lực lại không mạnh, sẽ khó tránh khỏi gặp được tình huống có người ép mua ép bán. Mà tòa mật thất này chính là được chuẩn bị vì loại tình huống này may mà ngươi và ta có dự kiến trước chúng ta không thể nhúng tay vào loại chuyện này vẫn nên giao cho thiên tôn thái bình thì đáng tin cậy hơn đúng thế tông sư bói toán mặc dù được vô số người giang hồ hâm mộ cùng với kính ngưỡng nhưng thay một góc độ suy nghĩ khác kỳ thật cũng nhận phải sự kiêng kỵ cùng với cảnh giác của vô số người dù sao ai mà không có một chút bí mật chứ ở bên trên biển mây trần khuynh địch bất đắc dĩ thở dài mà ở bên trong đầu của hắn cửu dương lộ ra biểu tình khá là ngạc nhiên ngươi thật sự rời đi như vậy ta đã nói cho người biết là đối phương ẩn nấp trong lòng đất rồi mà. Mặc dù là như vậy, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, nói, nhưng người ta lại không muốn gặp ta, lại đề nghị đến gặp Thiên Tôn Thái Bình, giải thích rằng đối phương cũng sợ bị trả thù, thiên ngoại tà thần thế nhưng sẽ không để ý tới quy củ của Trung Nguyên. Bách Hiểu Sinh cũng không phải là đại thế lực gì, không có trí cường giả tọa chấn, tự nhiên sẽ không muốn dính vào. Có thể lý giải, so sánh với nhau, bọn hắn đề nghị ta đến gặp Thiên Tôn Thái Bình, xem như là rất có thành ý. Cửu Dương, sau khi trần chờ một lát, Cửu Dương mới mở miệng một lần nữa. Rất khó tưởng tượng được, bằng vào loại tính cách này của ngươi, từ khi xuất đạo cho đến nay còn chưa bị ai lừa gạt hay sao? Trần Khuynh Địch nghe vậy liền lập tức lộ ra nụ cười thật thà, vận khí của ta tương đối tốt, gặp phải đều là người tốt, huống chi có một câu nói rất hay, ta lấy chân thành đối đãi với người khác, người khác tất nhiên sẽ lấy sự thành thật đối đãi với ta, chỉ cần giấu ở trong lòng một quả tâm chân thành hiền lành để đối xử với người khác, người khác cũng sẽ giảng đạo lý với ngươi. Vậy vạn nhất người khác không giảng đạo lý với ngươi thì sao? Giang hồ thế nhưng là rất hiểm ác. Ta biết, nụ cười ở trên mặt của Trần Khuynh Địch càng thật thà. Sau đó cô cô nắm đấm nói, vậy ta liền giảng vật lý với hắn. Cửu Dương, khó trách là ngươi có thể sống thoải mái được như vậy. Quá khen, đại trận vạn ma phù đồ. Nghiêm ngặt mà nói tòa trận pháp này cũng không phải là do bản thân minh giáo sáng lập, trong đó còn có một bộ phận công lao của Phật môn. Nguyên nhân rất đơn giản, vào thời điểm tòa trận pháp này được tạo ra là lúc minh giáo áp chế trung nguyên ở bên trong bốn đại ma tôn có một vị chính là ma tăng mưu phản đến từ phật môn cho nên tòa đại trận vạn ma phù đồ này trên thực tế chính là dung hợp tinh hoa của hai mạch phật ma cũng chính vì như thế từ đó về sau phật môn mới có thể không ngừng áp chế minh giáo không có cách nào thủ truyền kiếp giữa song phương chính là kết thành như vậy nếu không thì trận pháp cũng sẽ không được gọi bằng một cái tên như vậy tế tự của minh giáo chính là huyết tế nhưng bản thân ma đạo chú trọng tế tự bản thân, có được lực lượng sau khi tế tự, ở dưới tuyệt đại tình huống đều là quán chú thô bạo, không có bất kỳ hiệu suất lợi dụng nào, từ đó ảnh hưởng đến người sử dụng. Đây cũng là duyên cớ vì cái gì võ giả ma, đạo phần lớn đều hung lệ 10 người có 7 người bị lực lượng khổng lồ đánh, cho thành kẻ ngốc. Nhưng đại trận vạn ma phù đồ lại khác biệt, mặc dù lợi dụng phương pháp tế tự để đạt được lực lượng, nhưng lại hoàn toàn dùng thủ pháp của Phật môn, dù sao thì Phật môn cũng có đầy đủ kinh nghiệm ở trên cái phương diện này từ một trình độ nào đó, mà nói là cùng một đạo lý với phương pháp vận dụng lực lượng hương hỏa của Phật môn, cho nên đại trận vạn ma phù đồ mới có thể trở thành đệ nhất huyết tế đại trận của minh giáo. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phật môn cùng với minh giáo nếu như bỏ qua hiểm khích lúc trước mà hợp tác, đạo thống giữa song phương sẽ có rất nhiều chỗ tương tự. Đây cũng là một điều hết sức châm chọc. Cung chủ tiên cung, nói xác thực là tiên tôn, lúc này đang đứng ở trong vận mệnh tinh không? dùng đôi tuệ nhãn xuyên phá mây mù rơi vào phía trên đại địa trung nguyên một khi hạ quyết tâm tốc độ hành động của ma đạo dù sao cũng mau lẹ hơn không ít so với chính đạo rất tốt ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tiên tôn lúc này minh giáo nhìn như may danh ẩn tích không còn đi ra là mưa làm gió mưa nhưng trên thực tế lại là bí mật ẩn núp tập trung vào một đạo trong trung nguyên tây cương đạo xem như là một đạo gần tây vực tây cương đạo mặc dù hoang vắng nhưng vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu của đại trận vạn ma phù đồ hơn nữa lúc này ở Tây Cương Đạo cũng không có nhân vật lợi hại nào, đối với Minh Giáo mà nói là một lựa chọn rất tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tây Cương Đạo là địa bàn của bái hỏa ma giáo. Bái hỏa ma giáo mặc dù không có trí cường giả tọa chấn, nhưng giáo chủ bái hỏa ma giáo vẫn là cường giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, và lại còn có tương giao mật thiết cùng với thuần dương cung. Có thể nói chính là thuần dương cung phiên bản thu nhỏ, vừa vạn nhân cơ hội này, thuận tay diệt trừ nó, cũng được tính là tiết kiệm một phen khí lực. Minh giáo hẳn là suy nghĩ như vậy có lẽ là như thế. Tiên tôn vừa đánh giá hành động của minh giáo tại Tây Cương Đạo, vừa sờ lên cầm, lộ ra nụ cười như có điều suy nghĩ. Mà đúng như tiên tôn nói, ý nghĩ của giáo chủ minh giáo chính là trước tiên thuận tay tiêu diệt bái hỏa ma giáo, bất quá theo hắn thấy hẳn là hành động phi thường nhẹ nhõm, chân chính áp dụng lại xuất hiện rào cản ngoài ý liệu. Không sai, đại trận vạn ma phù đồ mặc dù có hiệu quả kinh người, nhưng một khi phát động, sẽ tạo thành sát nghiệt ngập trời nhất ẩm nhất trác, một được một mất, đều do ông trời chú định, cho nên ở dưới uy lực kinh người, cũng tương tự tồn tại nhược điểm chí mạng, đó chính là độ khó bố trí đại trận là vô cùng cao, có tổng cộng 365 cái trận cơ. Số lượng nhất định phải nghênh hợp với thiên địa, 365 cái tiểu trận nối liền cùng với nhau, hình thành nên một cái đại trận siêu cấp, sau khi phát động tự nhiên là không quan trọng, nhưng vào trước khi phát động tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai lầm nào, nếu không tất nhiên sẽ sụp đổ toàn bộ giáo chủ minh giáo ngày xưa sáng tạo ra tòa đại trận này chính là thất bại như vậy bất quá dã tâm của vị giáo chủ minh giáo kia là quá lớn hắn muốn huyết tế toàn bộ trung nguyên mà giáo chủ minh giáo đương nhiệm cũng không có dã tâm lớn như vậy không chỉ có chỉ tuyển chọn một đạo còn là một đạo tương đối vắng vẻ thực lực của triều đình ở đây rất nhỏ yếu là một đạo ở gần tây vực nhưng dù vậy giống như là thượng thiên không muốn để cho đại trận như thế xuất hiện vậy minh giáo vẫn bị một rào cản to lớn ngăn cản như vậy vấn đề đã đến, là ai đã ngăn cản? Là hắn. Chính là hắn. Chính là tên gia hỏa thiên tôn Thái Bình kia. Vì sao ở Tây Cương Đạo cũng đều được bố trị đạo quán? Điên rồi sao? Đây chính là sự phiền não của giáo chủ Minh Giáo. Trận cơ của đại trận vạn ma phù đồ, nhất định phải được bố trí nghiêm ngặt dựa theo trận đồ. Có một chút địa điểm là không thể biến hóa, nhưng mà hết lần này tới lần khác, ở trong đó có không ít địa điểm đều đã có người. Là người đạo môn, những đạo quán phổ cập giáo dục này chính là một cái tiếp lấy một cái, khiến cho minh giáo khổ không thể tả. Đáng giận, tên kia tuyệt đối là đang gây phiền phức cho ta. Trên thực tế, giáo chủ minh giáo đã đoán đúng. Ta chính là đang gây phiền phức cho tên kia. Ở bên trong bát cảnh cung đạo môn, thiên tôn Thái Bình chắp tay ở sau lưng, tự lẩm bẩm Mà ở phía sau hắn, thì là chương chính nhất vừa mới xuất quan gần đây, trải qua một lần bế quan. Vị thiên kiêu trung nguyên này không chỉ có tiến vào cảnh giới hỏa luyện kim đan, thậm chí ở trên người cũng một chút manh mối đại đạo huyền quang hiển nhiên là sau khi gặp phải sự trùng kích trên con đường tình cảm hắn có một chút mùi vị phá rồi lại lập bất quá biểu lộ của chương chính nhất lại có vẻ hơi nghi hoặc sư phụ vì sao chúng ta lại phải gây phiền phức cho minh giáo có cần thiết hay không đương nhiên là có thiên tôn thái bình quay đầu liếc nhìn chương chính nhất nói nếu như vi sư tính không sai cái phá quân tinh này vốn dĩ nói đến hẳn là giáo chủ minh giáo Phá quân tinh đơn giản chính là một chữ phá, mà phóng nhãn ra toàn bộ Trung Nguyên. Xứng đáng với cái danh hiệu này, không phải là minh giáo thì không ai có thể hơn. Đại trận vạn ma phù đồ của bọn họ quá phù hợp với cái điều kiện này. Thì ra là thế. Trương chính nhất bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ chính là thương xót chúng sinh, không muốn sinh linh đổ thán, lúc này mới khiến cho minh giáo khó xử. Thiên tôn Thái Bình lại nhìn trương chính nhất một cái, nói, người đang nói cái gì? Đương nhiên là vì chính ta. Không có chỗ tốt thì ai thèm để ý tới hắn. Trương Chính Nhất, thấy đầu óc của Trương Chính Nhất Thủy Trung vẫn chậm chạp, Thiên Tôn Thái Bình lắc đầu nói, như vậy cũng không hiểu, ta cần ngươi làm gì. Tiếp tục đi bế quan đi, quan sát A Hồng kỹ một chút, lúc nào lĩnh ngộ ra được dụng ý của ta, lúc đó mới có thể xuất quan. Ngươi cứ như vậy về sau làm sao có thể chủ trì đại cuộc. Thuận tiện nhất tới, A Hồng là tên của con heo nái mà Thiên Tôn Thái Bình ở trong nhà kia. Trương Chính Nhất, cuộc sống này xem như không có cách nào trôi qua, sau khi đuổi chương chính nhất đi thiên tôn thái bình lại đứng tại chỗ trong chốc lát lúc này mới bước ra một bước ở dưới một bước bát quái lưu chuyển càn khôn treo ngược trực tiếp đi ra khỏi bát cảnh cung đi vào bên trong không trung ở bên trong biển mây vừa vặn ngăn cản một thân ảnh đang bay về phía bát cảnh cung gặp qua cung chủ vạn thọ cung tu vi của cung chủ lại tiến một bước ấy trần khuynh địch lúng túng dừng thân hình lại đối với thiên tôn thái bình cảm giác của trần khuynh địch kỳ thật cũng rất phức tạp tu vi tiến thêm một bước khiến cho hắn muốn đánh với đối phương thêm một trận nhưng lúc này chuyện của thiên ngoại tà thần lại càng trọng yếu hơn huống chi hắn còn mơ hồ cảm thấy thiên tôn thái bình không chỉ có một chút bản lãnh như hắn đã thể hiện nói trắng ra là có một chút sầu khổ mặc dù trần khuynh địch không sợ thất bại nhưng chủ động sự tình đưa mặt tới cho người ta đánh hắn cũng sẽ không làm gặp qua thiên tôn trên thực tế tại hạ hôm nay tới đây là có một chuyện nhỏ hy vọng thiên tôn có thể hỗ trợ ta biết ấy người biết sao đương nhiên thiên tôn thái bình bấm tay tính toán trên mặt lộ ra nụ cười trong lòng đã có dự tính tất nhiên là vì bái hỏa ma giáo trần khuynh địch nhìn thiên tôn thái bình lộ ra nụ cười trong lòng đã có dự tính trần khuynh địch trừng mắt nói chuyện kia ta tới không phải là vì bái hỏa ma giáo thiên tôn thái bình không phải sao thiên tôn thái bình mặt không đổi sắc lại nhanh chóng bấm tay bắt đầu bói toán sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười bình tĩnh xin lỗi Vừa mới rồi là tính sai, trên thực tế lần này cung chủ đi đến đây, hẳn là vì kết quả giao đấu giữa Tại Hạ và Thánh Thượng trước đó. Xin cung chủ yên tâm. Không không không, Trần Khuynh Địch lắc đầu nói, ta cũng không có hứng thú với chuyện này. Kết quả giao đấu? Chuyện này còn cần phải hỏi sao, nhất định là võ càn võ thắng. Thiên Tôn Thái Bình cũng không phải. Không nên chứ? Thiên Tôn Thái Bình nhếch mép một cái, tiếp tục điên cuồng bấm ngón tay bói toán nhưng bất cứ tin tức gì có quan hệ đến trần khuynh địch đều phẳng phất như gợn sóng trong biển vậy một đợt tiếp lấy một đợt mặc dù rất rõ ràng nhưng một giây trước là cái này một giây sau liền thay đổi bình thường chỉ có kẻ bệnh tâm thần mới có loại kết quả này nhưng trần khuynh địch rất rõ ràng không phải là kẻ bệnh tâm thần vậy chỉ có một khả năng đây chính là biến số sao nhìn như rõ ràng khi thực lại là ngắm hoa trong màn xương thiên tôn thiên tôn thái bình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, là tại hạ tài hèn học ít, cung chủ cứ nói thẳng, ngài tới là để làm cái gì? Ta là tới là để mời thiên tôn giúp ta bói toán một lần, thiên ngoại tà thần ở trong đại thế giới trung thổ lúc này, tà thần. Thiên tôn Thái Bình nhướng mày, vô thức bắt đầu tiến hành bói toán, chỉ là một lần bói toán này, một cỗ đại lực liền chuyển đến từ trong cõi u minh xông ra từ ngón tay của hắn. Không tính ra, thiên tôn Thái Bình lập tức cảm thấy kinh ngạc, Trần Khuynh Địch còn chưa tính. Đối phương nói thế nào cũng là biến số, chỉ là một vị thiên ngoại tà thần, lấy bản lãnh của hắn thế mà còn không thể tính ra. Khẽ động tâm niệm, hai mắt của thiên tôn Thái Bình lập tức trở nên mông lung, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy từng đường quỹ tích như là sao trổi xẹt qua trong mắt hắn, mà khí tức của hắn vào thời khắc này cũng bỗng nhiên cất cao, trở nên hết sức siêu nhiên, phẳng phất như kết hợp lại cùng với thiên địa, nối liền thành một khối hoàn toàn không có sơ hở mà ở trong lòng bàn tay của hắn, trong lúc ngón tay chuyển động, một vòng quẻ tượng chuyển động ra từ trong lòng bàn tay của hắn, nếu như thông thiên toán cùng với tam bất hiểu, có ở chỗ này mà nói là nhất định có thể nhận ra, những quẻ tượng này đều là thể hiện của bói toán chi đạo, chỉ là đây cũng không phải là bói toán đơn thuần, càng giống như là một loại võ công hơn. Thiên tôn Thái Bình có lẽ ở bên trên bói toán chi đạo không bằng thông thiên toán, cùng với tam bất hiểu. Nhưng tu vi của hắn lại rất cao, thân làm trí cường giả kích toái mệnh tinh, bản thân của thiên tôn thái bình thì tương đương với con ruột của thiên đạo lấy tu vi tuyệt cường thôi động quẻ tượng trong lúc nhất thời ở trong lòng bàn tay của hắn từng đường vân tay bay lên hóa thành từng ngọn núi từng con sông hiện ra ý cảnh giang sơn xã tắc rõ ràng là một cái đại địa trung nguyên sau khi thu nhỏ trương thái bình là kỳ tài ngút trời sáng tạo ra thái bình yếu thuật là đệ nhất kỳ pháp của đạo môn từ thượng cổ đến nay thái bình yếu thuật phân thành ba quyển thượng trung hạ ba sách thiên địa nhân nhân thư là hậu thiên bát quái chính là thần công luyện thể của đạo môn. Địa thư là kỳ môn độn giáp, dùng thân thể không phải là thiên tử tu luyện thiên tử chi thuật. Thiên thư là hà đồ lạc thư, không có công năng đấu chiến, chính là bí pháp đơn thuần kết hợp lại cùng với thiên đạo. Ở dưới cái trạng thái này, bói toán chi thuật của thiên tôn Thái Bình đạt đến đỉnh phong nhất, đặt ở trong chiến đấu có thể nhờ vào đó mà dự liệu hành động của địch nhân, mà đặt ở bên trong bói toán, năng lực bói toán của thiên tôn Thái Bình, chỉ sợ cũng chỉ có tam bất hiểu là có thể hơi mạnh hơn một chút, nhưng so với tam bất hiểu, thiên tôn Thái Bình còn có một cái ưu thế. Hắn có tu vi cao. Tam bất hiểu muốn bói toán trí cường giả cũng phải trả giá thật lớn, cho dù là đại giới không cao, nhưng cuối cùng cũng không thể thực hiện một cách tùy tiện. Nhưng đối với thiên tôn Thái Bình mà nói thì không có sự băn khoăn này. Thiên ngoại tà thần, từng đạo từng đạo quẻ tượng hiện lên ở trong lòng bàn tay, cấu trúc thành phù văn mà chỉ có thiên tôn Thái Bình có thể xem hiểu. Mà ở trên đỉnh đầu của hắn, mây đen chẳng biết từ lúc nào đã ngưng tụ tới, từng đạo từng đạo lôi xà lấp lóe mà gần như đồng thời bảo quang bát quái trên mi tâm của thiên tôn thái bình cũng sáng lên hiển nhiên là đã dự liệu được loại tình huống này bất quá không đợi lôi đình đánh tới trần khuynh địch ở bên cạnh đã không ngồi yên ngươi nhìn cái gì cút ầm ầm trần khuynh địch đưa tay đấm ra một quyền phong vân hội tụ khí lãng bài không vọt thẳng vào bên trong mây đen chấn vỡ mây đen đầy trời tại chỗ ngàn vạn lôi xà trong mây cũng bị xé rách lần cử động này của hắn rõ ràng là càng thêm quá phận so với cử động của thiên tôn thái bình nhưng nơi này có một cái vấn đề nhỏ thiên đạo không nhìn thấy trần khuynh địch thế là tràng cảnh tiếp theo cũng rất trừu tượng thiên đạo lần lượt hội tụ lôi vân lại lần lượt bị trần khuynh địch đánh tan kết quả là thiên đạo lại tìm không thấy là ai đánh tan thế là đành phải nhận định là mình thao tác sai lầm thế là tiếp tục hội tụ lôi vân lại bị trần khuynh địch đánh tan cứ lặp đi lặp lại lòng vòng như vậy thẳng đến khi thiên tôn thái bình bói toán kết thúc sau đó thiên đạo lại phát hiện ra không có người tiết lộ thiên cơ ồ vậy thì không sao thế là lôi vân liền trực tiếp tản đi thiên tôn thái bình nhìn thấy một màn hí kịch này từ đầu tới đuôi khóe mắt có một chút co lại trong ánh mắt nhìn về phía trần khuynh địch cũng là tràn đầy quỷ dị cung chủ ngài nhất định chính là kỳ tài bói toán chi đạo vạn năm khó gặp làm người đoán mệnh ai không sợ tiết lộ thiên cơ dẫn tới thiên phạt nhưng hết lần này tới lần khác ở đây lại có một người mà thiên đạo không nhìn thấy quá ăn gian thiên tôn thái bình sau khi cảm khái sự tranh lệch giữa người với người trong chốc lát mới tiếp tục nói vị tà thần mà ngươi muốn tìm tên là đức nhĩ tháp về phần bây giờ hắn đang ở nơi nào nhắc tới cũng rất khéo hiện tại đối phương đang ở ngay tại tây cương đạo a à, nhĩ pháp đại ca ngươi chết thật là thảm ngươi xả thân vì bọc hậu ta ân đức như trời biển đức nhĩ tháp ta không thể báo đáp chỉ có thể làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi ở kiếp sau ở bên trên một gò núi nhỏ đức nhĩ tháp vừa tung giấy vàng vừa khóc đến nước mắt rơi như mưa cứ phải gọi là tình chân ý thiết tốt sau khi tế điện A Nhĩ Pháp đại ca xong, ta cũng nên đi. Đứng dậy, phẳng phất như bộ dáng mới thút thít vừa rồi đều là giả vậy, trên mặt của Đức Nhĩ Tháp đã hiện lên nụ cười sán lạn. Quả nhiên là nơi này. Tà thần vương đại nhân nói không sai, nơi này chính là cố hương của thuần dương sao. Từ sau khi tiến vào đại thế giới trung thổ, Đức Nhĩ Tháp liền nghĩ tới mục đích thật sự mà mình tới nơi này. Tự nhiên không thể là bởi vì cái gì là quyền ý khiêu khích, đây chẳng qua là lấy cớ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm kẻ tàn nhẫn tự xưng thuần dương kia có linh giác mẫn cảm đến dọa người chỉ cần là tà thần có ác ý đối với đại thế giới trung thổ cơ hồ đều bị hắn cảm ứng được sau đó cách hư không vô tận giết chết tại chỗ nếu không phải đức nhĩ tháp tự phong ấn ký ức ngay cả bản thân cũng đều lừa gạt chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể an toàn đi tới đại thế giới trung thổ dù sao thì qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một con cá lọt lưới như a nhĩ pháp mà a nhĩ pháp cũng là có vận khí tốt vừa vặn ở dưới tình huống kẻ tàn nhẫn kia chém giết đến cực hạn cùng với ba vị tà thần vương đại nhân cho dù cảm ứng được cũng vô lực xuất thủ mới thành công nhập cảnh lén tiếp theo hắc 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 hơi đại náo một phen tại tây cương đạo ta nhất định phải làm thịt đám cầu tặc thuần dương cung kia sau khi thánh nữ bị bọn họ bắt cóc đã rất lâu chưa từng trở về lũ khốn gần đây bái hỏa ma giáo tương đối không yên ổn nguyên nhân rất đơn giản hy vọng quật khởi trong tương lai của bái hỏa ma giáo thánh nữ doanh phượng tiên được hộ pháp thần tôn còn có các trưởng lão toàn giáo coi như chân bảo đã bị người bắt cóc đi hơn nữa đã rất lâu chưa có trở về quả nhiên là nữ lập gia đình giống như bát nước đổ đi vừa có người ở trong lòng liền ngay cả quê quán cũng đều không trở về thăm một chút loại hành vi này của doanh phượng tiên khiến cho không ít người ở bên trong bái hỏa ma giáo đều cảm thấy bất mãn đương nhiên người bọn hắn bất mãn không phải là doanh phượng tiên mà là trần khuynh địch đều do tên gia hỏa kia dùng sắc đẹp cám dỗ thánh nữ nhà chúng ta thấp hèn nhưng mà trưởng lão, Trần Khuynh địch hiện tại rất mạnh. Đánh rắm. Mạnh thì thế nào? Mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Trưởng lão, trước đó ngài không phải một mực dạy bảo võ giả chúng ta lấy thực lực vi tôn hay sao? Mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi. Không sai, chính là ngươi, đi đến cấm địa bế quan cho ta. Không đến võ đạo tông sư không cho phép đi ra. Ấy, nhìn cái gì? Mau đi bế quan đi. Nói tóm lại, toàn bộ đệ tử bái Hỏa Ma giáo Dám có ý kiến phản đối như thế đều bị trục xuất đến cấm địa bế quan, còn dư lại dĩ nhiên chính là phái cùng nhiệt kiên định, đối với sự tồn tại của Trần Khuynh Định, thái độ cùng với đánh giá của bọn hắn cũng phi thường nhất trí, nam nhân hạ tiện. Như vậy vấn đề đã đến, phải thế nào mới có thể khiến cho Thánh Nữ trở về? Hỏi giáo chủ thử xem. Giáo chủ đã bế quan trong thời gian rất lâu rồi, vậy phải làm thế nào? Báo. Trưởng lão, đệ tử ngoại môn có báo cáo truyền đến, dường như đã phát hiện ra dấu vết minh giáo ở trong Tây Cương Đạo hơn nữa đạo quán đạo môn cũng trải rộng ra ở tây cương đạo trên phạm vi lớn xéo đi chớ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền chúng ta không nhìn thấy chúng ta đang thảo luận làm như thế nào để nghênh đón thánh nữ về giáo hay sao tự mình xử lý đi ấy sau khi đuổi đi đệ tử báo tin tất cả trưởng lão tiếp tục tranh luận lại qua một hồi lâu mới có một vị trưởng lão chợt bừng tỉnh nói chuyện kia vị đệ tử ngoại môn kia vừa mới nói cái gì ngươi có nhớ kỹ không không nhớ rõ vậy cũng không phải là chuyện trọng yếu gì cũng đúng ở phía bái hỏa ma giáo có phản ứng gì không hoàn toàn không có phải không ở bên ngoài bái hỏa ma giáo hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của minh giáo đạo chủ hoàng tuyền sau khi đạt được báo cáo của cấp dưới không khỏi cười lạnh một tiếng coi như là bọn hắn thức thời nếu như bọn hắn không muốn quản vậy chúng ta cũng không cần phải xung đột cùng với bọn hắn song phương không can thiệp chuyện của nhau là vừa vặn hiện tại quan trọng nhất là hoàn thiện trận pháp vâng sau khi liếc nhìn sơn môn bái hỏa ma giáo thêm lần nữa khóe mặt của đạo chủ hoàng tuyền đột nhiên giật một cái không biết vì sao ở trước mặt một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất như hắn sơn môn bái hỏa ma giáo vốn nên là nhỏ yếu trong nháy mắt này thế mà khiến cho hắn có một loại cảm giác tâm thần run rẩy là ảo giác sao lắc đầu đạo chủ hoàng tuyền quay người rời đi mà cùng lúc đó thiên tôn thái bình cùng với trần khuynh địch cũng đã đi tới bên ngoài tây cương đạo mà từ trong miệng của thiên tôn thái bình Trần Khuynh Địch cũng biết tin tức có quan hệ đến đại trận vạn ma phù đồ. Thiên Tôn có ý tứ là, Minh Giáo rất có thể sẽ bố trí đại trận vạn ma phù đồ một lần nữa. Đúng thế. Hơn nữa còn là tại Tây Cương Đạo. 8, 9 phần 10. Thiên Tôn Thái Bình mỉm cười. Đây chính là chỗ đáng sợ của một vị tông sư bói toán. Cho dù ngươi lại cố gắng giấu giếm bí mật của mình thế nào, cho dù có giấu sâu hơn nữa, tông sư bói toán chỉ cần bấm ngón tay là liền có thể nhẹ nhõm tính ra tin rằng vô luận là ai cũng sẽ không muốn thể nghiệm loại cảm giác này nhưng vị tà thần cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này sao đương nhiên bất quá nếu cung chủ cũng đều đã tới nơi này tin tưởng rằng cũng sẽ không mặc kệ bái hỏa ma giáo chứ trần khuynh địch trừng mắt nhìn đột nhiên cảm thấy thiên tôn thái bình sẽ không phải là cố ý lừa gạt mình để cho mình đi đến nơi đây làm tay chân miễn phí cho hắn đó chứ bất quá nghĩ lại dù sao thì mình cũng không thể bỏ mặc bái hỏa ma giáo gặp nguy hiểm thiên tôn định làm gì rất đơn giản Thiên Tôn Thái Bình lộ ra sắc mặt nghiêm túc nói, đại trận vạn ma phù đồ cần một lượng lớn trận cơ để bố trí, chỉ cần cung chủ đích thân tọa trấn tại Bái Hỏa Ma giáo, sau đó để cho đệ tử Bái Hỏa Ma giáo dốc toàn bộ lực lượng, phối hợp với đạo quán của đạo môn điều tra tung tích của Minh giáo, bảo đảm bọn hắn không có cách nào bố trí hoàn thành trận cơ. Kể từ đó thì sẽ không sao, trận cơ không được hoàn thành, đại trận vạn ma phù đồ cho dù có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Thì ra là vậy trần khuynh địch xoa cằm một cái nói cho ta hỏi trước một câu thiên tôn có biết điều kiện phát động của đại trận vạn ma phù đồ là gì hay không ta đang nói là ngoại trừ trận cơ dù sao thì thứ trận pháp này cũng không phải là lăng không sinh ra năng lượng dù sao thì vẫn cần có người rót vào cho nó năng lượng khởi động chứ đại trận vạn ma phù đồ có thể trực tiếp rút lực lượng địa mạch ra đương nhiên xem như là cơ sở khởi động trận pháp giáo chủ minh giáo chắc là cũng sẽ hiện thân phải không trần khuynh địch gật gật đầu không có việc gì Nói, vậy thì ta có một kế sách đơn giản hơn. Ồ, oh. hai mắt của Thiên Tôn Thái Bình sáng lên, không biết cung chủ có diệu kế gì, rất đơn giản. Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng dùng nắm tay phải gõ lên lòng bàn tay trái, nói, không phải chỉ cần giải quyết giáo chủ Minh giáo là được rồi hay sao? Ầm um, ầm. Um. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch trực tiếp tung người nhảy lên, thân hình xuyên thủng hàng rào thế giới trong nháy mắt, chui vào bên trong Vận Mệnh Tinh Không, mặc dù Vận Mệnh Tinh không rộng lớn bát ngát, nhưng nếu như muốn mở ra đại trận vạn ma phù đồ nhất định phải ở trong khu vực tinh không đối ứng với tây cương đạo mới được quả nhiên vừa xông vào bên trong tinh không trần khuynh địch liền thấy một dòng cáo tử minh hà ở trong tinh không ách rất rõ ràng giáo chủ minh giáo đã giật nảy mình trần khuynh địch vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này không đúng ngươi đã phát hiện ra sao xem quyền trần khuynh địch đưa tay đấm một quyền về phía cáo tử minh hà mà biểu lộ của giáo chủ minh giáo cũng hết sức ảo não tràn đầy sự phẫn nộ khi âm mưu bị vạch trần ngay sau đó người mắc lừa rồi ngớ ngẩn ta biết ngay là tên mãng phu nhà ngươi sẽ trực tiếp tới tìm ta động thủ biểu lộ của giáo chủ minh giáo thay đổi trong nháy mắt một giây sau liền biến thành cười lạnh khi đạt thành âm mưu mà gần như đồng thời ở hai bên vận mệnh tinh không khác hai cỗ khí thức khổng lồ giống như núi lửa bộc phát phun ra ngoài liên hợp cùng với giáo chủ minh giáo bao vây trần khuynh địch vào giữa cung chủ tiên cung đức nhĩ tháp đã chờ ngươi rất lâu rồi. Trần Khuynh Địch, ta đã nói là ta sẽ trở lại. Trước tiên dùng ngươi để khai đao. Chỉ là trong một cái nháy mắt, vào thời điểm Thiên Tôn Thái Bình còn đang ở đại thế giới trung thổ chưa theo kịp, giáo chủ Minh Giáo, cung chủ tiên cung, tà thần Đức Nhĩ Tháp đã triệt để bao vây Trần Khuynh Địch. Ba đối một, khác biệt cùng với trí cường giả bình thường, Trần Khuynh Địch đi trên con đường khiếu huyệt dĩ nhiên là rất cường đại, cũng không nhận sự trói buộc của thiên đạo, nhưng so sánh với nhau, hắn cũng mất đi năng lực sinh tồn cường đại của trí cường giả bình thường. Hơn nữa, một khi nhục thể của hắn bị phá hủy, vậy thì sẽ chân chính xong đời, không thể tụ hợp hay tiêu tán như mệnh vận tinh vân. Mà điểm này cũng nằm trong sự tính toán của giáo chủ minh giáo, là người đều sẽ hấp thụ giáo huấn, chớ đừng nói chi là một vị trí cường giả như giáo chủ minh giáo. Có lẽ bởi vì quá mạnh, dẫn đến bọn hắn có thói quen dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề, nhưng sau khi bọn hắn liên tục gặp phải ngăn trở, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nhặt lại phần cẩn thận, vào thời điểm chưa trở thành trí cường giả nhất là vào thời điểm đối mặt với một kẻ địch khiến cho bọn hắn đau đầu thì càng sẽ như vậy trần khuynh địch chính là cái ví dụ này từ khi trần khuynh địch xuất đạo cho đến nay không biết đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho giáo chủ minh giáo khiến cho hắn cảm thấy tê cả ra đầu mà vì suy nghĩ biện pháp đối phó với trần khuynh địch giáo chủ minh giáo đã âm thầm điều tra rất nhiều tin tức có liên quan đến trần khuynh địch suy nghĩ tính cách của người này suy đoán ý nghĩ của người này còn có đủ loại hành động đối ứng với đủ loại tình huống. Cuối cùng, hắn phát hiện ra một cái chân tướng mà kỳ thật rất nhiều người đều không có phát hiện, Trần Khuynh Địch là một tên mãng phu. Đương nhiên, không phải mãng phu đơn giản, mà là một tên mãng phu rất thông minh. Dù sao thì không phải một kẻ mãng phu nào cũng đều có thể ngụy trang ra bộ dáng trí kế vô song, có thể làm được chỉ có hai loại người, hoặc là do tính cách gây ra, làm người đường hoàng chính đại, không thích dùng âm mưu quỷ kế, hoặc là kẻ thích dùng ma lực giải quyết vấn đề, nhưng lại rất may mắn trần khuynh địch nhất định là kẻ sau chỉ cần là biết đối phương là mãng phu liền có thể tìm được phương pháp để đối phó hắn mà lần vây giết đột nhiên này chính là kế hoạch mà giáo chủ minh giáo đã sớm tính toán tốt nghe theo lời đề nghị của cung chủ tiên cung mặc dù bố trí đại trận vạn ma phù đồ nhưng cũng không có ngây thơ đến mức cảm thấy loại cử động này sẽ không bị người khác phát hiện dù sao thì động tĩnh của đại trận vạn ma phù đồ cũng thực sự quá lớn chớ đừng nói chi là còn phải nổi lên va chạm cùng với một số đạo quán bị phát hiện là chuyện không thể bình thường hơn được, không nói đến những thứ khác. Muốn bố trí ra đại trận vạn ma phù đồ, tất nhiên sẽ kinh động đến bái hỏa ma giáo, mà kinh động đến bái hỏa ma giáo. Vậy tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của thuần dương cung, mà dựa theo phong cách trước sau như một của thuần dương cung, đi ra điều tra chuyện này 8, 9 phần 10 chính là Trần Khuynh Địch. Suy luận của giáo chủ minh giáo là rất hoàn mỹ. Cũng chính vì như thế, cái bẫy mà hắn bố trí cũng khiến cho người khác không kịp phản ứng năng lực bói toán của thiên tôn thái bình mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải là vạn năng dù sao thì sự tình dính tới ba vị trí cường giả kích toái mệnh tinh tu vi của thiên tôn thái bình cũng còn chưa tới cấp độ vô định, không đủ để tính ra bậc tính toán này cho nên ở phía dưới hữu tâm tính vô tâm vẫn thật sự là bị giáo chủ minh giáo được như ý chỉ là giáo chủ minh giáo không để ý đến một điều căn bản nhất bất kể là âm mưu quỷ kế gì đặt ở bên trong cái thế giới võ đạo cũng cần phải có thực lực ầm ầm giáo chủ minh giáo toàn lực thôi động cáo tử minh hà mặc dù không được vô tận oan hồn của đại trận vạn ma phù đồ gia trì nhưng trải qua nhiều năm như thế giáo chủ minh giáo cũng đã tích lũy được không ít bây giờ được hắn đem ra toàn bộ trong lúc nhất thời minh hà xoay chuyển vô số đầu lâu chìm nổi ở bên trong minh hà ngàn vạn khô lâu giống như quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh theo một tiếng ra lệnh của giáo chủ minh giáo lập tức rít lên liều chết sung phong về phía trần khuynh địch những nơi minh hà đi qua sinh môn bế tử hộ khai đổi lại thành trí cường giả trở xuống vô luận là ai dính vào một chút nước minh hà cũng đều sẽ hồn phi phách tán mà đổi thành một bên cung chủ tiên cung hoặc có lẽ là tiên tôn cũng ra tay toàn lực mặc dù lần này hắn có tính toán khác nhưng nếu như có thể thuận tay diệt trừ một cái biến số mà nói đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu hơn nữa mặc kệ có thể diệt trừ hay không thử một chút thì cũng không phải là chuyện xấu dù sao thì cũng là do giáo chủ minh giáo dẫn đầu lên tiên tôn toàn lực thi triển ra một thân khí thế, ở bên trong tinh vân thiên đỉnh, từng đội từng đội thiên binh thiên tướng dậm chân mà ra, từng người mặc áo giáp, cầm binh khí, sau đó hóa thành từng đạo từng đạo tia chớp hình cầu gào thét mà xuống, hội tụ thành một mảnh lôi vân cuồn cuộn đập về phía Trần Khuynh Địch. Bàn về uy thế tự nhiên là không bằng thời điểm còn ở trong bí cảnh côn lôn. Nhưng nếu như quan sát tử tế mà nói thì sẽ phát hiện ra, tiên tôn lúc này, mặc dù đã không còn loại cấp độ trưởng quản thiên số như ở bí cảnh côn lôn, nhưng vào thời điểm hắn bộc phát thực lực chân chính, khí tức trên người lại cơ hồ kết hợp lại cùng với thiên địa bốn phía, thế mà có một chút tương tự cùng với khí chất thiên tôn Thái Bình, lộ ra vào thời điểm bói toán trước đó. Cùng lúc đó ta thần Đức Nhĩ Tháp cũng tiến hành xuất thủ. Sau khi tế điện xong A Nhĩ Pháp, huynh đệ tốt của mình, Đức Nhĩ Tháp liền bí mật đi tới Tây Cương Đạo, sau đó móc nối liên hệ cùng với tiên tôn còn có giáo chủ minh giáo, giống với hai người này. Ở trong lòng của Đức Nhĩ Tháp cũng đều có tính toán của mình, Lần liên thủ này cũng là do hắn cố tình làm. Đương nhiên, Đức Nhĩ Tháp mặc dù có thể tìm tới giáo chủ Minh giáo và tiên tôn, cũng là do có người âm thầm chỉ điểm. Mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng cứ xử lý trước một kẻ, vừa vặn tiết kiệm một chút khí lực cho đại nhân. Đức Nhĩ Tháp vừa lộ ra nụ cười thật thà, vừa xuất thủ không có một chút lưu tình, quyết đấu công bằng, so đấu một đối một, đừng nói giỡn. Khác biệt cùng với A Nhĩ Pháp, Đức Nhĩ Tháp cũng không có hứng thú gì với đại ma vương phía sau màn. Ta thế nhưng là tà thần, tà thần chính là nên đánh lén ở phía sau mới đúng. Đại gian chính là nói đến loại người này, ở bên ngoài một kiểu ở trong lòng một kiểu, nhìn qua giống như đặc biệt chất phác đặc biệt trung thực, nhưng trên thực tế ở trong lòng lại tính toán rất cẩn thận, lại còn phi thường biết rõ làm như thế nào để ngụy trang mình, nếu không phải là như thế, A à, Nhĩ pháp cũng sẽ không bị hắn gài bẫy. Ầm um, ầm. Um. Ba vị trí cường giả đánh ra một kích toàn lực đã cực kỳ kích thích thần kinh của Trần Khuynh Địch, một cỗ cảm giác nguy cơ kịch liệt cuốn tới. Không thể nghi ngờ, nếu như đón đỡ thì không chết cũng phải trọng thương. Khác biệt cùng với trí cường giả bình thường, Trần Khuynh Địch toàn bộ đều là dựa vào thể phách, nếu như bị trọng thương, tốc độ khôi phục sẽ kém xa tít tắp trí cường giả hóa thân tinh vân. Cho nên hiện tại là không thể đón đỡ, muốn giết ta. Ngây thơ, sáo lộ sở dĩ là sáo lộ, cũng là bởi vì nó hữu dụng. Mà Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, chính là một cái sáo lộ vạn năng dù sao thì món đồ chơi này cũng quá ăn gian thời gian đình chỉ trần khuynh địch giang hai cánh tay ra lấy hắn làm trung tâm không gian bao trùm ba vị trí cường giả ở nơi này liền trở nên vặn vẹo trong nháy mắt sau đó bỗng nhiên bắn ra những nơi ánh vàng đi qua toái tinh rơi vào đình trệ tinh quang không còn lưu động công kích của ba người giáo chủ minh giáo cũng trở nên cứng ngắc ha ha nhìn một màn mà mình tạo thành trần khuynh địch cười lạnh một tiếng trần mỗ ta sẽ dễ giết như vậy sao xem chiêu tuyệt kỹ bí tàng của ta thiên tôn cứu mạng vào giờ khắc này thiên tôn thái bình dường như nghe được tiếng hò hét phát ra từ nội tâm của trần khuynh địch thế là ngẩng đầu nhìn ba người giáo chủ minh giáo ở bên trong lĩnh vực vàng óng đối phương rốt cuộc cũng là trí cường giả chỉ là ở trong mấy cái nháy mắt thì đã có xu thế tránh thoát khỏi sự trói buộc không qua mấy giây sẽ khôi phục lại như bình thường sau khi thiên tôn thái bình suy tư một lát liền yên lặng cúi đầu cung chủ vạn thọ cung quả nhiên là cao cả, vì ngăn cản sinh linh đổ thán, thế mà nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, ngăn chặn đám người giáo chủ minh giáo, thay ta tranh thủ thời gian để phá hủy đại trận vạn ma phù đồ. Yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ không phụ sự ủy thác của cung chủ. Trần Khuynh Địch, ta đã nhìn lầm ngươi, thế mà lại mặc kệ ta, thế cục hiện tại là rất nguy cấp. Trước có sói sau có hồ, ở giữa còn có một con heo rừng, cho dù ở bên trên cơ sở tam hoàng khai thái đại thuần dương công, Trần Khuynh Địch tạm thời còn chưa bị lật xe, nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian ngừng lại cũng dần dần mất đi hiệu dụng, toàn bộ lĩnh vực vàng óng cũng dần dần bắt đầu tan vỡ. Xong đời rồi, cứ tiếp tục như vậy nhiều nhất là qua 3 giây đồng hồ nữa, mình sẽ không thể không đối mặt với công kích của ba vị trí cường giả. Hơn nữa ba vị này đều không phải là người bình thường, bản thân giáo chủ minh giáo chính là kích toái mệnh tinh trung phẩm đỉnh phong, lại có đạo thống của minh giáo làm nội tình, một kích toàn lực cũng chưa chắc đã kém hơn kích toái mệnh tinh thượng phẩm mà tiên tôn lại là đại năng thượng cổ, cho dù cảnh giới đã rất cấp, ngay cả đạo tâm cũng đều xuất hiện biến hóa, nhưng vẫn không dễ đối phó như cũ. Về phần đức nhĩ tháp, xem như có thể đánh ra tên tuổi từ bên trong tà thần, thậm chí là được tà thần vương ủy thác nhiệm vụ, từ đó đi tới đại thế giới trung thổ, còn thuận tay hố một nhân vật hung ác như A Nhĩ Pháp, hắn tự nhiên cũng không phải là kẻ yếu, tối thiểu là ở bên trên cơ sở thực lực, đức nhĩ tháp đã muốn vượt qua A Nhĩ Pháp một cái cấp độ ba người đồng thời xuất thủ, toàn bộ đều là nhất kích tất sát, không thể trốn tránh. Mà hố cha nhất vẫn là thiên tôn Thái Bình, Trần Khuynh Địch đang chửi ẩm lên ở trong lòng, đối phương thế mà mặc kệ hắn vào thời điểm này. Tên khốn. Trần Khuynh Địch nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là đè ép ra lực lượng toàn thân, vừa liều mạng duy trì hiệu quả đình chỉ thời gian của đại thuần Dương Công, vừa điên cuồng suy nghĩ đối sách. Làm sao bây giờ? Trần mỗ ta sao có thể cứ kết thúc như vậy? Hiệu quả đình chỉ thời gian là vẫn còn, có thể thừa cơ hội này đào tẩu hay không? Không, không được, đối phương cũng đã dự liệu được chiêu này của mình, cho nên sử dụng đều là công kích phạm vi cực lớn, ở trên cơ sở bảo chỉ đình chỉ thời gian mình sẽ không có cách nào chạy, ra khỏi phạm vi công kích của bọn hắn, nếu như làm như vậy mà nói, cuối cùng sẽ bị cuốn vào công kích trong nháy mắt đình chỉ thời gian kết thúc. Tìm sự hỗ trợ của những người khác. Không được, những người khác là nước xa không cứu được lửa gần, không đến kịp thì mình sẽ xong đời. Ẩm, kèm theo một tiếng vỡ tan thanh thúy, lĩnh vực vàng óng do đại thuần dương công tạo thành rốt cục cũng đã sắp hỏng mất chỉ có thể kiên trì được mấy giây nữa mà đây đã là kết quả mà trần khuynh địch dùng hết toàn lực mới làm được chỉ là rất đáng tiếc chỉ là như thế là vẫn không có cách nào cải biến được thế cục việc đến nước này chỉ có thể liều trần khuynh địch vẫn rất có tự tin đối với thể phách của mình ba vị trí cường giả liên thủ còn không thể giết được hắn nhưng không thể nghi ngờ là sẽ trọng thương trên phạm vi lớn và lại đến cái cảnh giới trí cường giả này sức khôi phục mà trần khuynh địch vẫn lấy làm kiêu ngạo đối với bọn hắn mà nói cũng sẽ không phải là không thể hóa giải chỉ có thể liều mạng cũng đã lâu rồi không có liều mạng rõ ràng là công kích đủ để trọng thương bản thân đang ở gần ngay trước mắt trần khuynh địch lại đột nhiên rơi vào bên trong một trận cảm khái đối với nhân sinh có lẽ là gần đây quá mức thuận lợi hơn nữa tu vi lại tiến bộ nhanh chóng khiến cho tâm tính của hắn có một chút bành trướng đối với giới tông phái cũng không khỏi thêm vài phần ý tứ xem nhẹ nhưng không thể phủ nhận là lúc này trần khuynh địch còn xa xa chưa có đạt tới trình độ có thể miệt thị toàn bộ giới tông phái. Đây là một lần giáo huấn. Hít hà. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch rốt cuộc vẫn là nam nhân thân kinh bách chiến, chỉ là ở trong một cái nháy mắt liền xóa đi tất cả tình cảm mặt trái, thay vào đó là ý chí chiến đấu thịnh vượng. Quyền ý ngập trời tuôn ra từ sâu trong đáy mắt của hắn, trên mi tâm bắn ra vạn đạo kim quang, cuối cùng hóa thành một tòa bảo tháp hoàng kim 33 tầng xoay tròn. Ngăn cản cho ta. Ầm ầm. Trần Khuynh Địch nghiêm túc đầu nhập toàn bộ tâm thần vào bên trong một kích này, lại thể hiện ra một quyền khuynh thiên vào thời điểm chiến đấu với Thiên Tôn Thái Bình ngày xưa. Toàn bộ hư không vào thời khắc này cũng đều đang sụp đổ về vị trí nắm đấm của Trần Khuynh Địch, và chạm vào công kích như thủy triều, đồng thời quyền ý mênh mông cũng gào thét mà ra, cũng chiếu dọi ra một đôi thiết quyền ở bên trong bộ não của ba người giáo chủ minh giáo, quyền ý trực tiếp công kích nguyên thần của ba người. Ầm, kèm theo một tiếng nổ vang, giáo chủ minh giáo tiên tôn đức nhĩ tháp sắc mặt của ba người đồng thời tái đi giáo chủ minh giáo lùi lại ba bước trong hư không đức nhĩ tháp lùi một bước tiên tôn thì là lung lay thân thể từ một điểm này liền có thể nhìn ra tạo nghệ ở bên trên nguyên thần cùng với ý cảnh của song phương mà ở phía đối diện hỏng bét giống như là không ngăn được trần khuynh địch nhắm hai mắt lại lấy ánh mắt của hắn đương nhiên sẽ không nhìn lầm uy lực của một quyền khuynh thiên xác thực là cực mạnh bản thân của nó là do trần khuynh địch vận hết toàn lực bộc phát hơn nữa tăng thêm đặc tính hư không sụp đổ của nó công kích của ba người đã bị một quyền này trực tiếp đánh nát khoảng một nửa nhưng dù vậy một nửa còn dư lại cũng đầy đủ tạo thành tổn thương nặng đối với trần khuynh địch mẹ nó nhìn tuyệt học phòng ngự của ta mãnh hổ lạc địa thức trần khuynh địch trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống dùng hai tay ôm đầu cả người cuộn tròn lại dùng phần lưng bền chắc nhất hướng ra phía ngoài lấy hai tay bảo vệ đầu bảo vệ hoàn toàn chỗ yếu nhược trần khuynh địch thực hiện loạt động tác này có thể nói là nước chảy mây trôi từ đầu tới đuôi cũng không có một chút do dự gì. Mặc dù không phải là rất lịch sự, nhưng đối mặt với công kích quá mạnh, đây là phương pháp phòng ngự tốt nhất. Vào một giây sau, lực trùng kích kinh khủng liền rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch, chỉ cảm thấy 360 khớp xương trên toàn thân đều đang lay động, khiếu huyệt trên toàn thân đều đang đổ vang kịch liệt, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Một cỗ trùng kích từ phần lưng rót vào trong cơ thể, lan tràn ra gân cốt toàn thân cao thấp. Ở dưới loại trùng kích kịch liệt này, trần khuynh địch có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của bản thân bắt đầu phản ứng có lẽ là do nguyên nhân thôn phệ biến số của thuần dương đạo tôn nhục thể vốn chỉ có xác suất cực nhỏ vì thích ứng với áp lực mà phát sinh ra sự tình ngoài ý muốn và lúc này lại là phát động ở trên người của trần khuynh địch thân thể của hắn đang không ngừng tăng cường khiếu huyệt chưa mở ra vào thời khắc này bắt đầu điên cuồng run rẩy nguyên một đám khiếu huyệt thế mà đều có dấu hiệu mở ra một số nhỏ khiếu huyệt thậm chí đã trực tiếp bị giải khai nhưng mà không theo kịp tốc độ mặc dù khiếu huyệt mở ra sẽ khiến cho cường độ nhục thể của bản thân tăng thêm một bước nhưng cái quá trình mở ra này là cần thời gian mà cường độ công kích phải thừa nhận lại quá cao tổn thương do công kích mang tới rõ ràng đang vượt qua sự tăng cường do khiếu huyệt mở ra mang đến nếu như còn tiếp tục như vậy mà nói sẽ không có tác dụng gì công kích sẽ giống như hồng thủy phá tan đê đập do khiếu huyệt mở ra hình thành hắn vẫn sẽ trọng thương như cũ thậm chí là ở phía dưới áp lực khiếu huyệt đã mở ra cũng sẽ đóng lại một lần nữa đáng chết nếu như thể phách của mình còn có thể mạnh hơn một chút thì tốt hoặc là lại cho mình một chút thời gian đúng vậy trần khuynh địch còn cần thời gian thời gian đình chỉ ầm ầm ánh vàng từ trong cơ thể của trần khuynh địch giống như núi lửa bộc phát gào thét mà ra trong nháy mắt liền quét sạch toàn thân của hắn thậm chí là chung quanh không khiến cho tổn hại giảm đi nhưng lại tinh chuẩn tránh đi bộ phận khiếu huyệt tăng lên tranh thủ thời gian cực kỳ trọng yếu cho trần khuynh địch ồ tam hoàng khai thái đại thuần dương công ai đã thi triển chiêu này. Đây là bí truyền của thuần dương cung, trừ mình ra, cũng chỉ có. Đồ đần, gặp được phiền toái gọi tên ta ở trong lòng không phải là tốt sao. Ta cũng chưa có rời đi. Ở bên trong não hải của Trần Khuynh Địch, thanh âm có một chút phiền phức và bất mãn của tịch đồng lặng yên vang lên. Hư không hỗn loạn đã che đậy tất cả dấu vết. Ba người giáo chủ minh giáo, tiên tôn, đức nhĩ tháp nhìn chằm chặp Trần Khuynh Địch bị dình ngập trong công kích. Trong ánh mắt của ba người đều mang theo vài phần nghi hoặc. Chết rồi sao? Không quá giống. Nhưng hắn có thể chống đỡ một chiêu kia mà không chết sao? Không thể nào. Không giống với thời điểm vây công Ninh Thiên Cơ trước đó, Ninh Thiên Cơ dù sao, cũng là trí cường giả kích toái mệnh tinh thành tựu mệnh vận tinh vân. Mệnh vận tinh vân hoàn toàn có thể, ở dưới tác dụng của bí pháp chia thành từng tốp nhỏ, ở phía dưới loại tình huống đó, muốn tạo thành một kích trí mạng đối với hắn thật ra là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà Trần Khuynh Địch lại không giống. Chỉ dựa vào thân thể của hắn, đối mặt với loại công kích này thế nhưng là không có quá nhiều thủ đoạn hơn nữa giáo chủ minh giáo hữu tâm tính vô tâm trần khuynh địch trên cơ bản là không thể nào chạy trốn ra ngoài như thế nói đến chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nhưng hắn có thể chống đỡ được hay sao nói đùa gì thế một kích mới vừa rồi kia coi như là ngô không ở chỗ này thôi động toàn lực bất diệt kim thân của phật môn kết quả tất nhiên cũng sẽ là trọng thương tên tiểu tử kia cho dù may mắn cũng